Hello, xin chào anh em. Hôm nay shop phụ tùng xe máy Quốc Thắng mình tiếp tục cho giới thiệu cho anh em thêm một dòng sản phẩm mới hiện đang có mặt tại cửa hàng mình. Đó là một máy Lifan 150 đầu lòng khô. Máy Lifan 150 đầu lòng khô. Thì bộ lần thì anh em cũng có thấy dòng máy này giống như vậy, nhưng mà nó gọi là lòng nước, còn cái máy này là lòng khô ha. Thích hợp cho anh em nào không thích rườm rà. Thì cái máy này là máy dành cho anh em đang chơi dòng máy xe là quay rim cúp 67 là dày gắn bình thường. Đây, hai cốt lỗ sườn như zin ha, mua dày gắn như zin. Máy này là sử dụng là cốt nhông tải rất là lớn. Đó. Nhông tải lớn này thì giờ anh em nó xài chung cái nhông tải của Ed nè, Silwood, Yamaha này kia, Sonic rồi xài chung. Đó, thì đây là cái máy lòng khô. Giá cho cục máy Lifan 150 đầu lòng khô này mình bán là 6 triệu. Máy này là trái 55, zin lớn, lòng dày. Nói chung là máy lớn, 150cc. Máy là bao nổ lực, bao im, chạy rất là nhẹ. Thì cái máy này nó giống như trên cái máy Lifan 150 đầu lòng nước vậy, nhưng mà nó chỉ thay đổi ở phần đầu lòng thôi. Còn cái công suất thì nó bằng nhau ha. Bây giờ mình quay cận cảnh chi tiết cho anh em xem. Giá thì 6 triệu một cục, chỉ bao gồm cục máy thôi nha anh em. Cái này vẫn xài là lửa máy IC 5 chân bình thường, anh em về cứ lắp đặt bình thường, không cần độ chế. Đó, máy rất là đẹp. Máy rất là đẹp ha. Đó, máy rất là đẹp. Đó, đúng hàng chính hãng Lifan luôn. Tất cả những con ốc nó đều có cái mọc logo của Lifan. Máy này máy con tự động ha. Đó, 4 số. Con tự động 150cc, trái 55, zin lớn, lòng dài. Bao lực, bao bền, bao êm. Giá là 6 triệu một cục nè. Anh em có nhu cầu liên hệ em. Máy cực đẹp ha. Hàng có sẵn tại shop phụ tùng xe máy Quốc Thắng, anh em có nhu cầu liên hệ em qua số điện thoại là 0933 996 332.